Xin chào tất cả quý vị khán thính giả và tất cả quý khách hàng thân thương của Hoti Spa. Ngày hôm nay thì Khang đang có mặt tại tư gia của anh Hải Lê, nhà sáng lập và cũng là CEO của Hoti Spa, để có thể cùng anh trò chuyện và chia sẻ thêm về những câu chuyện rất thú vị đằng sau thương hiệu Hoti Spa và những thông điệp mà công ty này sẽ gửi đến quý vị trong thời gian sắp tới. Xin được gửi lời chào đến anh Hải. Lo Khang. Chào anh, hôm nay vui quá đến nhà để trò chuyện với anh mà còn được chơi một cái ván cờ nó rất là thú vị với anh nữa. Mà hình như em để ý là hầu như doanh nhân nào cũng chơi cờ rất là giỏi đúng không? Tại vì anh Hải thắng em là nãy giờ là hai ba ván cờ luôn rồi, mà coi như em đi nước nào là cũng bị anh Hải coi như đoán trước, và anh có những cái nước đi rất là tinh tế và bàn cờ cuối cùng anh lật ngược thế cờ rất hay. Nên em thắc mắc luôn là trong một cái ván cờ tướng như vậy đó, thì dưới góc nhìn của một doanh nhân như anh Hải đó, thì con cờ nào là con cờ quan trọng nhất trên bàn cờ tướng thưa anh? Con cờ mà quan trọng á, là phải nói là con hậu, nhưng mà anh thì anh không chọn hậu, có thể là anh chọn con tốt, có thể là anh khiêm tốn, cũng có thể là cái đó là cái con tốt là con mà phải xông pha trước. Thường là em nhìn thấy cái ván cờ đó là thường cái con tốt nó nhiều hơn những con khác, là tại vì nó phải đông, tại vì nó phải hy sinh. Cái hy sinh là cái tinh thần mà trong bất cứ một cái quan hệ nào, cũng anh nghĩ là cái hy sinh là cái quan trọng. Và em nghe chia sẻ này của anh thì em liên tưởng ngay là đó cũng giống như là cái cách mà anh đối đãi với nhân viên và đội ngũ nhân sự của mình, đó là giống như là họ cũng là những con tốt, những người mà coi như là không ngừng tiến lên, cũng giống như vị trí con tốt trên bàn cờ lúc nào cũng tiến lên để có thể mà giúp cho người chơi ván cờ đó có thể thắng được. Và có lẽ là bởi vì cái hình ảnh mà anh thích là con tốt, là một cái con luôn tiến lên và không ngừng vươn lên phía trước, nên em để ý rằng là T-Spa trong suốt những năm qua, cho dù là trong đại dịch Covid-19 hay là sau này năm 2023 vừa qua, thì luôn có những cái bước chuyển mình và những cái bước tiến lên nó rất là mạnh mẽ và vững chắc. Và điển hình nhất là mới vừa đây rằng là T-Spa vừa mới tung ra hàng loạt những cái việc thay đổi và có thể gọi là tái định vị và tái định nghĩa lại về thương hiệu logo của T-Spa trên thị trường của ngành nội thất cho nail salon trên toàn Hoa Kỳ. Thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về câu chuyện mà định vị lại thương hiệu mới của T-Spa này hay không thưa anh? Thì cũng giống như con tốt đi, thì ban đầu á nó có vẻ là nó chậm chạp, nhưng mà khi mà bàn cờ mà nó tàn á, gần tàn á, thì con chốt nó xuống tới dưới á, nó mới thể hiện được cái tính mạnh mẽ của nó. Thì cũng giống như sau cái đại, người ta nói là cái Covid đi, thì có rất là nhiều công ty lớn người ta họ gặp khó khăn, là tại vì họ không nghĩ là cái chuyện mà nó xảy ra đột ngột như vậy, và họ không biết phải xoay sở như thế nào, tại vì cái size của họ nó bự quá. Còn T-Spa thì lúc đó không phải quá lớn, thành ra là nó rất là uyển chuyển, mình thay đổi nó nhanh nhanh hơn những cái đối thủ khác, có thể là nhờ cái sự mà chậm chạp đó. Trong cái chậm chạp đó nó lại có Cái vững cái vàng để vững cho mình vàng, từ từ mà tiến đúng đúng ngay không như thưa là anh? con chốt, em thấy đó, đi từng bước một, nó không có giống như những con cờ khác. Thì những con cờ khác có thể đi từ bên này tới bên kia, nhưng mà con tốt nó đi được con cả một nước một, nó là như vậy. Và từng bước một thì T-Spa đã thay đổi và định vị lại cái hình ảnh thương hiệu của mình, rebranding như là người ta thường nói, bằng những cái động thái, bằng những cái chiến lược như thế nào thưa anh? Sắp tới đây á, là T-Spa thay đổi cái logo, cái website và cái bao bì, thì nó mới nhưng mà không mất. T-Spa vẫn trên cái tinh thần là chất lượng là hàng đầu. Thành ra anh nói ở đây là mới nhưng mà không mất. Mình sẽ không mất đi cái bản chất, cái kim chỉ nam của mình là cái chất lượng. Thành ra là cho dù nay mai khách hàng có nhìn thấy được cái logo của T-Spa, chẳng qua đó là một cái áo mới cho cái thương hiệu thôi, nhưng mà cái người bên trong giống như là anh vẫn là anh, cái chất lượng vẫn là chất lượng của T-Spa. Thì có thể là anh cũng đang muốn học đòi, anh cũng muốn đang muốn trẻ hóa, đang muốn theo kịp với giới trẻ, thành ra là cái logo lần này được đưa ra đó nó gọn gẽ hơn, mạnh mẽ hơn, nó có thể là nó đa sắc hơn. Còn ngày xưa đó là cái logo cũng đẹp, so với cái thời đó của anh đó thì anh nghĩ là nó đẹp, nhưng mà có vẻ là nó hơi rườm rà, nó hơi cổ điển. Còn bây giờ thì
anh nhìn thấy có nhiều cái thương hiệu khác họ cũng to lớn lắm, mà họ cũng rebranding, họ cũng đổi lại logo, thì em cũng thấy có những logo bây giờ rất là lớn như là Facebook hay là Twitter, nó rất là đơn giản. Nó nhiều khi là anh nghĩ là họ không có người thiết kế hay sao mà nó đơn giản như vậy, nhưng mà thật ra trong cái đơn giản đó nó hàm chứa rất là nhiều cái nội lực, nó truyền tải đến cái người khách hàng là cái càng đơn giản nhưng mà nó chất lượng thì nó vẫn vẫn là cái key, vẫn là cái sự thành công của nó. Dạ vâng, và ngoại trừ logo của T-Spa thì anh có nhắc đến là mình cũng thay đổi về việc gói ghém packaging về những cái diện mạo, dung mạo bên ngoài. Đúng, sau anh đó cũng học hỏi từ những cái thương hiệu khác, thì cái packaging rất là đẹp. Giống như là em thấy hàng của Korea hay là hàng của Thái Lan bây giờ, cái packaging của anh ta họ rất là bắt mắt. Khi mà mình nhìn cái packaging là cái đầu tiên là mình đã muốn lấy cái món hàng, muốn chiếm hữu cái món hàng đó rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà cái packaging đẹp mà không có kèm với chất lượng thì cũng không được. Thành ra là T-Spa mặc dù đã muốn làm đẹp cái packaging nhưng mà đồng thời vẫn giữ vững cái chất lượng đã. Thành ra cái packaging có thể là lần này đưa ra có nhiều người có thể là khen đẹp, cũng có nhiều người vẫn không khen đẹp, nhưng mà cái chất lượng chắc chắn luôn, người ta sẽ không có nói là vì đổi packaging đẹp thành ra chất lượng nó giảm, điều đó hoàn toàn sẽ không có. Còn về với website mới thì cái việc thay đổi thương hiệu mới này nó sẽ mang lại những điều gì mới cho website? Cái này cũng là một cái thú vị ha. Tại vì vợ anh cũng thường hay mua đồ cho nó online, con cái anh cũng mua đồ online, và anh thấy những cái website khác người ta họ mua đồ online rất là tiện lợi. Thành ra là cái website của T-Spa hiện giờ anh chưa có hài lòng lắm. Anh muốn nó gần gũi với người tiêu dùng hơn. Tại vì anh vẫn phải thoát ra khỏi cái kén của anh. Tại ngày xưa cái background của anh á, là anh làm private label, có nghĩa là anh là người keep cái rất là low file, là mình làm theo cái ý của người khác, vậy là xong. Còn bây giờ đó là mình phải làm theo cái nhu cầu của thị trường, có nghĩa là người ta vô website của mình muốn mua món hàng, mua làm sao cho nó nhanh nhất, và phải biết được cái hàng đó ngày nào ta được nhận, và cái hàng đó nó xuất xứ từ đâu. Thì tất cả những cái đó nó sẽ được đặt ở trong cái website cho cái website mới. Ý là như vậy. Nãy giờ nghe anh Hải chia sẻ thì Khang nhận thấy một điều rằng là mặc dù T-Spa là một cái doanh nghiệp đã có một cái con đường hình thành và phát triển rất là lâu rồi, nhưng mà tư duy của anh Hải thì rất là trẻ. Và hồi nãy anh cũng có một lần anh nhắc đến là anh cũng muốn trẻ hóa logo, trẻ hóa mọi thứ. Thì có phải điều này đến từ việc rằng là anh có một cái team làm về marketing cũng toàn là những người trẻ, và theo như Khang được biết nha, hầu hết những doanh nghiệp mà sản xuất cho đồ nội thất, cho những ghế pedicure, cho nail salon tại Hoa Kỳ thì ít có doanh nghiệp nào mà có hẳn một cái team dành riêng cho marketing được như T-Spa. Mà anh Hải là người có thể là đã gọi là rất là chăm chút và chịu đầu tư hẳn một cái đội ngũ chỉ để làm về marketing và toàn là những người trẻ. Không thì lý do từ đâu mà anh đã đầu tư cho hẳn một cái team chuyên về marketing như vậy thưa anh? Anh thì anh nghĩ là anh không có giỏi về marketing, thì cũng giống như là mình không giỏi, mình không có ép mình phải làm những cái chuyện mà mình nghĩ rằng là cái xác suất thành công nó không có cao, thì thôi anh muốn tập trung cái tinh thần, cái năng lượng của anh vào thiết kế. Anh thì anh thích về thiết kế và on đi là tìm tòi sản phẩm, còn marketing á, thì thôi giao lại cho giới trẻ đi. Mình cũng em cũng đâu có nghĩ là làm sao mà con cá nó leo được cây, đúng không? Thì anh mà ép mình vào làm marketing, anh nghĩ là chắc nó hư bột hơi đờn hết. Thành ra là thôi anh giao lại cho cái nhóm trẻ. Mà thường á là marketing phải cần trẻ em ơi, họ có nhiều cái óc sáng tạo hơn. Anh nghĩ là vậy. Thành ra là thôi kệ, mình cứ mạnh dạn đầu tư cái mảng đó đi. Tại vì bản thân anh cũng rất là liều. Nhiều khi là trong bất cứ một cái sản phẩm nào đưa ra đó, cái xác suất thành công rất là khó nói. Thì anh cũng dám liều trong sản phẩm thì tại sao mình không dám liều với lại cái mảng marketing, đúng không? Đó, cũng kệ liều một lần. Nãy giờ nghe anh chia sẻ mà anh phát hiện ra một điều là anh nói về nhân viên trong công ty của mình, anh nói về sản phẩm của công ty và anh nói về chiến lược và định hướng kinh doanh của T-Spa.
giống như Tisba là một người thân trong gia đình, như một đứa con tinh thần của anh vậy đó. Đúng. Và em tin rằng là thật ra khi mà một doanh nhân họ tâm huyết với thương hiệu của mình, với công ty và với cái những gì mà mình đã sáng lập ra, thì chắc chắn là họ đã có một cái quá trình rất là dài để gắn bó và có những cái kỷ niệm không thể nào thay thế trong cuộc đời họ với cái thương hiệu đó. Cho nên rằng là bây giờ em muốn làm khó anh Hải là em muốn hỏi anh là bây giờ nhớ lại cái hành trình mười mấy năm qua của T-Spa, thì anh có nhớ cái sản phẩm đầu tiên hay cái thiết kế đầu tiên mà anh làm cho T-Spa là cái sản phẩm nào, và lý do tại sao anh bắt đầu với cái bản thiết kế đầu tiên và với cái hành trình để xây dựng nên T-Spa ngày hôm nay? Cái sản phẩm đầu tiên nói ra sợ em cười nó không thành công. Nhưng mà nếu em đã hỏi thì mình phải nói nó trung thực. Hồi đó anh ra hai sản phẩm chứ không phải là một cùng lúc, là anh lấy tên là T800 và T300. Nếu bây giờ mà em thử Google lên em bấm cái chữ T-Spa hay là T800 Spa thì nó có những cái hình ảnh đó. Thì đó là hai cái mẫu mà cái thiết kế của T300 và T800 á, nó không có được đẹp nếu như mà so với bây giờ. Nhưng mà với cái thời điểm mà 2009 á, thì đối với anh nó đẹp. Nhưng mà khi mà đưa ra thị trường đó, thì ngoài cái vấn đề là anh nghĩ đẹp, mà cái vấn đề là cái chất lượng đó. Cái chất lượng lúc đó không phải là anh không có bỏ tâm vô làm cho nó tốt, mà do cái công nghệ, cái thời đó, do cái người vendor, cái lúc mà cung cấp hàng cho anh đó, họ không có thực sự là giỏi và họ không có thực sự có tâm. Thành ra là cái hàng đó, mặc dù là anh cố gắng là muốn vuông đắp nó, muốn đưa cái sản phẩm nó đến với cái khách hàng, nhưng mà nó không có được như ý anh lắm. Cho đến khi mà 2015 anh có một cái sản phẩm kế tiếp, đó là cái model bây giờ anh gọi là Mia, nhưng mà thời đó thì anh đặt tên là T815. Thì cái mẫu đó thật sự rất là hit, rất là hot sale luôn. Thì cái sản phẩm nào cũng là một cái đứa con tinh thần của mình hết. Nhưng mà nhiều khi là nó ra không đúng thời điểm em. Hoặc là do kiểu như là mình không phải là mình không nuôi dưỡng nó đúng cách, mà nhiều khi là do cái quá trình mà hình thành ra nó đó, nó bị có nhiều cái lỗi nhỏ. Thành ra là anh, hay là do cái tính anh cầu toàn không chừng. Nhiều khi là anh thấy tốt nhưng mà anh nghĩ là anh có thể làm tốt hơn nữa. Thành ra là lúc đó là anh mạnh dạn luôn, anh bỏ luôn, anh ra những cái mẫu mới. Đó là cái có thể là một cái ưu điểm mà cũng là cái khuyết điểm của anh. Thành ra là có thể là gọi là cái ưu điểm là nhờ vậy mà bây giờ T-Sport có tới mấy chục mẫu bồn. Mà cái khuyết điểm của anh á, là nhiều khi là đúng ra cái mẫu đó mình vẫn giữ lại cái tên. Tại vì anh lấy cái T300, T800 cũng giống như là những cái hãng xe, những hãng máy bay đó, nó cũng có mấy cái số thôi, nó cũng đơn giản dễ nhớ đúng không. Nhưng mà không hiểu sao đến lúc anh bị sao lãng, anh lại đổi tất cả những cái mẫu mã ngày xưa anh làm theo số, thì giờ anh đổi qua thành tên hết đó. Thành ra bây giờ có những cái tên gọi là successor, YS, hay là những cái mẫu external, nói chung là rất là nhiều mẫu, anh nhìn vô là anh biết. Nhưng mà nói hết tên đó thì có thể là phải coi lại, có thể là tại đổi tên. Mà sẵn anh đang nhắc về những cái thiết kế đầu tiên T300, T800 thì chắc chắn là không phải là em không, mà tất cả quý vị khán thính giả nãy giờ đang nghe cuộc trò chuyện này cũng thắc mắc rằng là không biết chữ T đó nó đại diện cho điều gì hay nó có ý nghĩa gì với anh. Tại vì T-Spa cũng là từ chữ T, mà những sản phẩm đầu tiên cũng mang tên là chữ T, thì chữ T này nó có ý nghĩa gì thưa anh? Ban đầu thì nó không có ý nghĩa gì hết. Anh xuất thân là từ wholesale, là anh bán đột phạt rồi anh làm private label, thì lấy cái chữ T gì đó cho nó ngắn gọn cho người ta dễ nhớ đến mình đi, cũng giống như T-Mobile hay đại khái vậy đó. Nhưng mà cho đến khi anh gặp bà xã anh bây giờ, thì bà Thảo anh em cũng biết là tên Thảo. Rồi anh nói thôi kệ, để vậy suốt đời này là Si nghĩ rằng là anh thương Si, thành ra là thôi giữ luôn chữ Thi cho rồi. Nhưng mà đó là nói vui thôi. Nếu mà vợ anh có nghe thì cái này anh nói vui. Nhưng mà thật lòng mà nói, anh cũng nhiều lần anh muốn đổi cái tên thương hiệu cho nó to tát hơn, cho nó lớn hơn. Nhưng tại vì chữ Thi nghe nó rất là cục ngủng à. Dạ, nó là âm đóng nó không có cái gì hết. Thì
Nhưng mà cái này nó cũng có ảnh hưởng đến chuyện gia đình. Anh có một người anh tên là Tín, và ngày xưa gia đình anh cũng là người làm ăn. Thì gia đình anh nói là xưa nhờ có rất là nhiều nhà băng nhưng mà vẫn làm ăn với nhà băng Tín Nghĩa. Thành ra cái chữ Tín, thành ra nó là một cái điều gì đó mà anh đặt lên hàng đầu. Và khi làm ăn thì anh nghĩ là làm cái điều gì cũng được, miễn sao mình có cái tâm. Nấu ăn cũng được, đi làm ruộng cũng được, làm cái gì cũng được, mình sẵn ra một món hàng được. Cái tâm đó là quan trọng. Thì cái tâm, cái tính đó là cái vấn đề là đối danh, là cái chuyện mình đặt để lên trên. Thì đồng thời người ta nói tâm tính rồi nó có tầm rồi nó tốt, đúng không? Thì thôi, thấy đi đâu nó cũng ti ti hết trơn rồi, thôi kệ, giữ luôn cái ti luôn, chắc là từ đây là không có đổi đâu. Cho dù là có ai đó cho anh cái tên hay hơn nữa, nhưng mà anh nghĩ thôi, cái giữ chữ thi cho Dạ vâng. nó ngắn nhưng mà nó cũng hàm chứa rất là nhiều thứ ở trong đó. Và chữ T nó cũng là những cái bài học mà như nãy giờ anh đã chia sẻ rằng là hai chiếc ghế đầu tiên nó cũng là thất bại để dạy cho anh được đến cái thành công ngày hôm nay, đúng Thi là không? thất Thì bại nữa. nhưng mà T cũng là thành công, đúng không thưa anh? Ok. Thì bởi vì em thấy rằng là trong câu chuyện nãy giờ của anh Hải thì đúng là một câu chuyện nó mang đầy tính truyền cảm hứng của một người doanh nhân, bởi vì anh nhìn nhận thất bại một cách nó rất nhẹ nhàng. Và anh sẵn sàng anh chia sẻ về thất bại đó, bởi vì anh nghĩ rằng nó đúng nghĩa là những cái viên gạch đầu tiên để dẫn đường đến thành công ngày hôm nay. Vậy thì nếu mà có thể gọi là một phút mà lắng lòng để suy nghĩ về những cái thất bại, những cái thành công và những trải nghiệm mình đã có một cái chặng đường T-Spa mười mấy năm qua, thì anh nghĩ rằng là thất bại nào là những cái thất bại đáng giá, hay những thất bại nào đáng nhớ nhất để cho anh có được một cái sự vững vàng và một cái bản lĩnh nhìn thấu và thông suốt được mọi việc ngày hôm nay? Nếu mà thất bại thì không có cái thất bại nào giống thất bại nào. Nhưng mà nếu mà đếm thất bại đó thì anh nghĩ là anh tới 5 lần, nó xuống tới tận đáy để bò lên thì có thể là tới 5 lần. Thì nó là cũng có những cái thất bại nó rất là cay đắng, khi mà mình không có ngờ rằng nó lại đến với mình như vậy. Nhưng mà anh lại thấy may mắn em. Người ta nói là thất bại là mẹ thành công hả? Nhưng mà thôi, cái đó người ta nghe tai này qua tai kia đi, nhưng mà anh nghĩ vậy nè, nếu như mà về già rồi mới thất bại rồi, mới gọi là thất bại, Dạ. tại vì lúc đó mình hết sức khỏe rồi, mình hết cái năng lượng để mà mình làm lại rồi, và lúc đó mình thất bại mình đi xin việc làm cũng khó khăn lắm. Anh thất bại cũng may mắn là anh thất bại rất là sớm, nói 30 đã thất bại rồi, rồi ba mấy anh không biết nữa, cứ thất bại hoài. Thì như nãy anh kể đó, nhiều khi là ta hỏi anh thành công hả, anh nói không biết có thành công không, nhưng mà thất bại thì năm ban đầu là anh nói đưa vậy, người ta tưởng đâu là anh thành công là anh có tới 5 cơ sở, hay là anh có tới 5 triệu, hay là anh có tới 500 ngàn mỗi tháng. Không phải vậy, anh nói năm để nhắc nhở anh đây là 5 lần thất bại rồi nha, thất bại nữa là chết ạ. Thành ra là lúc nào cũng nhớ 5 lần thất bại rồi. Ra là thất bại cũng là một việc tốt Dạ vâng, ha. và tự nhiên nghe anh nói chuyện về thất bại nãy giờ em cảm thấy đúng thật là anh có một cái nhìn nó rất là bình thản và rất là an nhiên khi mà nói về thất bại. Mà đúng như anh nói rằng là một cái câu mà em tin rằng là chắc bạn các bạn trẻ ngày nay sẽ rất là cảm thấy được truyền thêm một cái động lực tích cực, đó chính là may mắn là khi chúng ta thất bại thì chúng ta còn trẻ, đúng không ạ? Bởi vì còn trẻ đồng nghĩa với việc chúng ta còn dư dả thời gian để chúng ta được quyền thử lại, được quyền sai và được quyền thất bại để chúng ta thành công sau đó. Và sẵn tiện nãy giờ anh cứ nhắc đến 5 lần thất bại thì thôi em thì không sẽ không khỏi 5 lần, mà em chỉ nhắc đơn giản là tại vì em thấy rằng là T-Spa đi được một hành trình cũng đã mười mấy năm. Thì trong mười mấy năm nếu mà phải chọn ba cái cột mốc mà theo anh là ý nghĩa nhất và quan trọng nhất mà để lại cho anh đến tận giờ, nó là những cái kỷ niệm khó quên nhất của anh trong hành trình sáng lập và gây dựng nên thương hiệu T-Spa, thì nếu phải chọn ba cột mốc anh sẽ chọn ba cột mốc nào thưa anh? Anh không có chọn được, có thể là thời gian chọn anh chứ anh đâu có chọn được đâu, phải không? Thì cái lần cuối cùng mà anh về lại Houston á, là cuối năm 2008, đầu năm 2009. Tại vì anh qua Mỹ á, là năm 1992 là anh qua ở Houston, nhưng rồi anh lập nghiệp á, là ở Austin, rồi sau đó là anh lại bỏ Austin, anh lập nghiệp ở Florida, Miami, St. Petersburg. Rồi anh lại mua về New York, Boston, Dallas, California.
Thành ra là lần cuối cùng anh về lại Houston và anh ở luôn cho đến bây giờ là đầu năm 2009. Thì cái cột mốc mà để nói tạo dựng cái T-Sport đó là 2011 khi mà anh gặp bà xã anh bây giờ. Còn 2009 về đây thì anh cũng có mở lại công ty, cũng làm ghế, mà công ty thời đó anh đặt tên là Du Hollow. Rồi cái gặp một người partner thì cũng làm ăn vài năm thì mới nhận ra rằng là họ với mình không có cùng một cái chí hướng, không có cùng một cái quan điểm trong làm ăn. Thành ra là lại một lần nữa lại tách ra, lại là bắt đầu lại từ đầu. Thì cũng cảm ơn vợ anh. Mặc dù là vợ anh là không có trong nghề, Si hồi nào giờ Si lớn lên rồi đi học, Si không biết gì hết, nhưng mà cái mà Si biết là Si chỉ động viên chồng thôi. Cứ làm đi anh, không sao đâu anh, cứ làm đi anh. Thành ra là anh ok, nếu mà mình độc thân mình làm gì thì hồi nào giờ thì không ai cản đã đành rồi. Đằng này mình có vợ rồi, mà vợ cứ nói anh cứ làm đi, thì người ta là anh cứ làm thôi. Thank you.